Vâng, FC Cù Phèo lại kính chào tất cả anh em. Chúc tất cả các bạn luôn có sức khỏe thật dồi dào, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và hôm nay Cù Phèo sẽ tiếp tục mang đến cho anh em Võ Lâm Bữa Chuyện mới nhất 2023. Mong rằng sẽ mang lại những giây phút thư giãn thật thoải mái đến với anh em. Và anh em đừng quên ủng hộ giúp mình một like, một chia sẻ cũng như một cái đăng ký để ủng hộ tinh thần cho Cù Phèo ra những phần chuyện tiếp theo anh em nhé. Vâng, sau đây mời anh em cùng đến với phần chuyện này. Vâng, một trong các kỷ niệm của người chơi võ lâm truyền kỳ không thể không kể đến đó là quá trình làm nhiệm vụ để lấy skill. Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, hệ thống làm nhiệm vụ của võ lâm chưa được hoàn thiện như bây giờ. Ở một số nhiệm vụ của một số môn phái không hề xuất hiện thông báo hoàn thành một nội dung nào đó của nhiệm vụ. Đơn cử như trường hợp của Đại Đức Thích Phá Giới. Ngày đó thầy chơi Thiếu Lâm và đang làm nhiệm vụ cấp 20 của Thiếu Lâm Tự là trừng trị 5 tên phản đồ. Tuy nhiên xác suất để hệ thống ghi nhận là 20%. Nói nôm na cho dễ hiểu là nếu may mắn thì bạn đánh 5 đứa là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc có khi là 6, 7 đến 10 đứa mới được. Nhưng hệ thống thời đó không hề có thông báo, chỉ biết mình hoàn thành nhiệm vụ hay chưa hoàn thành khi chạy về trả nhiệm vụ. Thời ấy ác tăng tiết kiệm tiền lắm, không dám bỏ ra mua thổ địa phù mà cứ chạy đi chạy về Phục Ngưu Sơn Đông và Thiếu Lâm Tự. Chưa kể thằng nhỏ Hitler trời thất đức, cứ canh me lúc thầy gần kết thúc quái là nó nhảy vào ăn đam, làm mít mẹ của thầy. Thầy cáu tiết nên mấy lần véo tai bóp cổ nó, nhưng nó vẫn méo ngán. Rồi thì đến anh Kiệt chơi ngũ độc, làm nhiệm vụ cấp 30 để có sâu vô hình. Nói chung nhiệm vụ này dễ, nhưng xác suất hoàn thành của nó thấp nên thành ra lại chùa. Mà hồi đó người chơi năm độc lại đông nên thành thử cạnh tranh khốc liệt lắm. Anh Kiệt kỳ bo là thế, vậy mà đợt đấy vẫn phải bỏ ra hẳn 50 vạn lượng để thuê Hoài Linh, Lưu Là, Đại Đức Thích Phá Giới bảo kê bãi. Ba ông bảo kê thế chó nào mà mấy lần cứu sát nhầm ông Kiệt, đến nỗi anh Kiệt ầm mẹ cả kinh nghiệm. Anh Kiệt chửi như phá mả. Mà cay nhất là mấy ông làm xong nhiệm vụ rồi nhưng vẫn lên phá, bật sâu vô hình chạy loằng quăng. Thích Phá Giới đổ san chạy theo, dính độc ôm Dương liên tục. Tầm Dương có dạo uống nhầm thuốc liều hay sao ấy, nên ăn cắp của chị Lan được 100 bạc, sắm được cái áo rách, cái bàng kháng bằng. Mặc hôm trước thì hôm sau bị thằng Hitler lột phì xốp vì tin tưởng giao ạc cho nó để về ăn cơm. Rồi thì các nhiệm vụ ẩn của võ lâm, không biết các bác còn nhớ hay không. Đặc biệt trong đó có nhiệm vụ Tử Yên Ngọc Bội trên đảo Tây Tủy. Hoàn thành xong sẽ có ngay một võ lâm bật tịch. Hồi đó anh Linh là người mò ra được cái nhiệm vụ này và được ngay võ lâm bật tịch. Sau đó thì Vina Game phít đại nên về sau mấy dị nhân khác không ai làm được nữa. Rồi nhiệm vụ bí ẩn của Hắc Công Tử làm xong sẽ có danh vọng cộng với 10 vạn lộ phí. Còn có một nhiệm vụ ẩn nữa là sau khi hoàn thành, bạn sẽ có được sở kiều cộng một loạn hoàn kích trong bảng kỹ năng. Sở kiều này khi chuyển map sẽ mất. Trong đây các bác nào đã từng làm nhiệm vụ này của võ lâm ngày ấy thì xác nhận ở phần comment dùm mình một phát nhá. Vâng, hồi ấy Lưu Là, Hoài Linh và Hải Gióng là thành viên của Hiệp hội Phó Đà Vui Khỏe Có Ích của xóm. Trong đó Hải Gióng được yêu ái là chủ tịch hiệp hội. Hôm ấy là mùng 4 Tết, Hải Gióng tính gặp Loan Dịch Vụ để làm cái lễ hạ chày. Cơ mà bác vẫn còn e ngại, vì bởi họ hàng ngoài quê đang ở chơi thăm nhà, nhỡ mày có chuyện gì lộ ra thì không biết đút cái mặt vào lỗ nẻ nào. Nhưng Lưu Là lại động viên bảo: lễ hạ chày á là việc tốt lành đầu năm, lão anh hùng hà cớ chi còn do dự. Nếu chỉ là việc sợ tài mách vạch rừng mà lọt tới tai của lão phu nhân thì tiểu sinh cam đoan sẽ làm sứ giả hộ hòa cho lão anh hùng. Lão anh hùng cứ yên tâm mà thi triển thần công,
36 thế 72 động tác. Hải gióng nghe lù là dỗ ngọt thì cũng vững dạ, âm thầm trấn an là do mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi sợ bóng sợ gió, chứ bao lần đi phó đà có bị mụ ngan già ở nhà tóm được đâu. Nghĩ rồi vị anh hùng khoan thai đi về khu nhà trọ tìm phòng của Loan Dịch Vũ để hành sự. Thật ra Lula cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chỉ là anh đang học theo Hitler, tranh thủ lúc Hải Gióng gửi ạc thì hách được gì thì hách. Cơ mà Hải Gióng không hổ là lão anh hùng giả dặn võ lâm, trước khi đi bác đã cẩn thận khóa mẹ phát giường nên Lula cũng đành chịu bí. Lại nói tết năm ấy Hitler và lũ trẻ con trong xóm hay chơi trò hàng xén. Nó lấy lon sữa bò ra đốt lửa nấu tất cả những thứ gì mà tụi nó nghĩ ra được. Địa điểm bọn nó hay chơi là xóm trọ nhà Loan Dịch Vụ, vì nơi ấy kín gió, nấu không bị tắt lửa. Chiều hôm ấy, Hải Gióng đang phối hợp hạ chày với Loan Dịch Vụ thì nghe bên ngoài có tiếng la thất thanh: "Cháy, cháy, cháy nhà rồi!" Hải Gióng thất kinh chùm dậy, nhìn qua khe cửa thì thấy khói bay mù mịt, và bà vợ bác cùng mấy người họ hàng đang vừa chữa lửa vừa báo động toàn khu. Bỏ ra ngoài lúc này thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bác sẽ bị tóm sống, và dù có 10 cái miệng đi chăng nữa cũng không thể giải thích được. Phòng của Loan Dịch Vụ ngay nhà bếp có một ô thông gió tầm 30 phân. Với kinh nghiệm là trinh sát đặc công thì việc trèo tường khoét vách đối với Hải Gióng méo ăn thua gì. Thế là nhanh như cắt, bác phi vào bếp, âm thầm trốn ra từ cửa thông gió. Lúc này Loan Dịch Vụ cũng vội vờ lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Người ở bên ngoài thì sợ Loan Dịch Vụ làm đêm ngủ ngày không biết cháy nên quyết định phá cửa vào. Bên ngoài thì phá khóa, bên trong thì Loan Dịch Vụ sợ Hải Gióng bị phát hiện nên cứ gào lên: "Đừng vào, đừng vào!" Bên ngoài thì lại suy luận lung tung: "Chẳng nhẽ Loan Dịch Vụ đốt nhà quyên sinh?" Vì nghe bóng gió chị mắc bệnh xã hội. Hải Gióng thì chui được qua nửa thân trên qua ô thông gió, nhưng phần hạ thể bị kẹt lại. Mà sau này nghe thằng Hitler ton hót bảo lại là do cây pháp trượng của bác chưa kịp xỉu xuống. Sự thật thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.